Dạ, Thúy Nguyễn và cháu Trang xin chào cô bác anh chị. Hôm qua là anh hai, hồi hôm anh hai có đi cá lưới với được cá hú. Giờ hôm nay hai cô cháu đi chợ Sa Đéc nè, đi mua rau gì để làm lẩu cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng đi với hai cô cháu em nha. Mà cái này cũng nắng quá à. Giờ hai cô cháu đi mua nón lá trước rồi mới đi mua rau nha. Đi mua nón. Giao nhiêu thì muốn nón này hay nón này, nón nào chưa chưa có ghi lá giá nè 20 đúng không? Muốn lấy trơn hay lấy này trơn hả? Chưa chưa lửa rồi lấy cái quai có quai không? Lấy quai 5.000 à, còn hả lấy quai rồi quai này hết cha. Quay nè. Con chọn màu ra đi. Đi dắt chưa dắt. Đi dắt chưa, nắng quá thì nắng rồi, nó mệt. Cô cũng khoái màu xanh. Chơi hai cô cháu màu xanh ha. Con dây hả? Tiền hai chục để hai chục cái là cũng hai chục cái này 5.000 đó là 25.000 vậy thì thấu được ngon này không ở bên cái kia là cái quay thường hả quay thường cái thường thì 2.000 dạ 2.000 dạ dạ cảm ơn. Đi chợ cái chợ nắng quá ha. Nắng mà lại đông người đó. Giờ mình tính mua rau gì giờ? Ủa này đâu cần nắng không ta? Lẩu đâu nắng hả? Cải hả? Bông đẹp quá hả? Mận ngạn bó nữa. Mua có rau nhút không? Hay để ý rau nhút rồi đó. Hồi mình đi một vòng đi quay lại mua. Chị cải này bán sao? Lấy nửa ký thôi, cải mua thứ mấy. Cái này cái gì nữa không? Rau muống, rau gì không? Rau nhút bán sao? Mấy em bó luôn. Với một bó rau muống. Nghe bó mình đi, nghe bó rồi nhúc. Rồi tính tiền cho em. Quay cái gì coi? Dạ. Quay cái gì? YouTube cơ. Lên YouTube? Dạ. Tức qua. Của kênh Tùng 66 TV á. Mà cô nhắn lên vậy là cô thấy à? Cái gì? Tùng 66 TV. Ủa, mua xả không? Cái này bán sao cô nè? Hết bịch ở đây nó 10.000 thôi. Ô, hết bịch nhiều lắm. Lại hết đi, miếng là không rẻ này đó. Mà lấy luôn đi. Vậy là 12.000 phải không? Để mua gì nữa không? Mua nấm. Nấm hả? Nấm đằng kia. Nấm gom phải không? Hay nấm 100 phải không? Ừ. Này. Đây sắp tiếp chưa? Nắm nào? Nắm này hay nắm này? Con lựa. Tôi đây coi. Bán nắm sao cô ơi? Cái này 8.000 rồi. Còn này? Cái này cũng giá luôn. Ủa sao ngọn lựa 7? Ở đây tôi lặt là lặt giùm. Ngày 8. Nhỏ hơn vậy. Lấy con cái bọc đi. Chị.
con gỡ rồi. Đây coi. Dạ bác em cứ gửi bún. Bánh tầm ngọt không? Cái này bán sao mà? Cái đó 25.000 ký. 25.000 ký cũng ngọt quá, có gì? Mua 10.000 ký. Để bán 10.000 đó nha. Có bánh thỏi, bánh tầm, ôi bánh lọt. Bánh canh chứ? Bánh này gọi là bánh canh. Bánh canh. Bánh canh không phải đâu. Bánh đúng nè. Thỏ gì á. Bánh canh nè. Đây chưa? Đây chưa mà xem cà chua, chè cá cà chua nữa. Cà chua? Đằng kia, đi lượn đây á. Cà chào á sao con? 10.000 ký hả? Cái này nhóm gì á, người đẹp? Dạ. Này YouTube gì á? Dạ, Tùng Thất Sát TV á. Như nửa ký này thôi. Cái năm này. Dưa leo hay ngon hay cha? Dưa đó ngon. Bán còn nửa ký được không? Nhiều nãy nó nhiêu quên? Cũng được 12. Có ai ngàn lẻ không? Chú đóng cho số 10. Gọn đi luôn cô ơi. Cho qua cái này. Ra đi cô sắp tiếp cho. Này 30 hả? 30 tới sấy tới tư cũng 30 nữa. Này sấy rồi hả? Bên đây sấy rồi này cưng. Còn bên đây là tới tư nè. Con lát sấy rồi ta. Cũng nào cũng 30. Cái nào ngon ta? Nó nói là tỏi nào cũng ngon, dùng cái tỷ rồi hết rồi. Bao nửa ký rồi. Nửa ký nha. Dạ, nửa ký thôi con. Rồi, cho con gỡ. Đi cô ơi. Dạ. Đủ không? Dạ. Đủ chưa? Đủ nguyên liệu chưa? Chỉ còn mình nút lẩu là đủ không? Thì nó xúc mắt. Ủa, trong mắt nào nữa. Cô sáng giờ là mắt cô đỏ luôn á. Cái bị gì nữa ăn vô không ăn gì không cốt nha bán còn hai ly nước mía hai nước mía dạ hai ly nước mía đừng để tắt nha nước mía nước đá không dám mua mua gì đó nha con mua đem gì á hai ly ngủ hai ly đúng rồi. Giờ nãy giờ hai cô cháu đi chợ mua đủ đồ dùng về làm lẩu cá hú rồi đó mọi người. Bây giờ hai cô cháu mua được hai ly nước mía nè. Giờ mời cả nhà cũng uống nước mía với em nha. Mời cả nhà uống nước mía thôi. Bây giờ hai cô cháu về bè để bắt cá làm clip nha. Mời mọi người cùng đi với hai cô cháu em nha.